mình là một người rất là yêu sức khỏe, và sữa hạt thì mình đã biết cũng khá là lâu rồi. Thức ăn những loại hạt này, những ngũ cốc á, trái cây là những thức ăn mà tốt nhất cho con người. Thì từ lúc mình mới bắt đầu kinh doanh á, thì mình đã dùng chai thủy tinh rồi. Bởi vì khi mà mình đã bán sữa hạt thì mình đã là người mình rất là quan trọng với sức khỏe rồi. Bởi vì ngày hôm nay thì có rất là nhiều người bị bệnh á. Bị bệnh không có những phải là do đồ ăn đó, mà đồ ăn là một phần, nhưng mà còn do những cái thứ mà mình đựng đồ ăn đó. Khi mình mới bắt đầu bán thì mình đã sử dụng chai thủy tinh. Sữa khi mà mình xay xong thì nó rất là nóng, và mình để một lúc sau rồi mình rót vào chai nhựa nó vẫn bị sụn. Đựng vào chai thủy tinh thì nó mình cảm thấy an toàn hơn á, bởi vì mình không biết là những cái chai nhựa cái gì được tái chế từ những cái gì á, tại vì nó người ta cứ đi tái chế lại. Mình cảm thấy mình bán một cái thực phẩm để tốt cho sức khỏe mà mình lại đựng vào trong một cái chai mà nó không rõ nguồn gốc và nó không đảm bảo á, thì mình cảm thấy nó bị mâu thuẫn. Nên là mình nghĩ là mình bán thực phẩm tốt thì cái chai của nó đựng cũng phải tốt nữa. Mình cứ bán xong rồi khách đến mua sữa, xong mình nói là khách phải gộp chai cho mình á, giống như là cái chai đấy thuộc về họ luôn á. Thì khi nào họ cứ đến mua sữa thì họ mang chai đấy đến rồi họ đổi chai khác. Khi nào mà họ không mua sữa nữa thì mình sẽ lấy lại chai và trả lại tiền cho họ. Có nhiều khách hàng họ không nhớ trả chai đấy, nên là mình gặp khó khăn là bởi vì mình cứ phải đi mua chai á, nên là nó ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của quán. Nhưng mà mình vẫn duy trì và mình cố gắng, và dần dần thì khách hàng họ cũng thấu hiểu cho mình á, và họ mang chai đến trả đều đặn. Thì mình cảm thấy rất là vui, bởi vì khách hàng họ, có những khách hàng họ dùng sữa của mình từ lúc quán mới mở cho đến tận bây giờ, họ vẫn uống và họ vẫn trung thành. Nên là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình nghĩ mỗi người nên sắm cho mình một cái chai thủy tinh á, để mình có thể đi đâu mình mua sữa rồi mình đựng vào nước lọc, nước ép đi làm. Nó không có thải rác nhựa ra môi trường á, bởi vì những cái đấy để mà nó tiêu hủy được nó rất là lâu. Và cũng không biết đó, người ta lại lấy cái đấy về người ta lại tái chế, người ta lại làm lại những cái chai nhựa khác á. Mình cảm thấy nó là một sự quay vòng á, và cái chai đấy khi mà nó được mình uống lên nhiều lần á thì chắc là nó sẽ rất là độc. Mình thì thực sự ra mà nói thì cũng là một khách hàng hay uống sữa hạt xay. Thì nói chung là ở chợ trung tâm này thì cũng có rất nhiều quán, nhưng đến với quán Hiền Canna thì mình thấy rất yên tâm và đảm bảo hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi vì là cái thành phần chai dùng ở đây không phải là chai nhựa mà nó là chai thủy tinh. Thì sau khi uống chai thủy tinh xong thì về nhà rồi thì hôm sau cũng mang đổi trả cái chai đó cho bạn ấy. Thì nói chung là cái việc này thì ngày nào mình cũng đi chợ lên mình mang đi trả thì mình cũng không thấy mất thời gian hay là cũng không thấy phiền hà gì cả, nhưng mình thấy nó rất hợp vệ sinh hơn như các quán khác. Là nếu dùng chai nhựa thì tái chế thì dùng xong vứt đi rất là nhiều rác thải ra môi trường, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chi phí nó cũng không chênh lệch là bao nhiêu đâu, với 2-3 ngàn đồng thì nó cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Bên lại cái chai nhựa thì dùng nó rất là hơi mà nó có mùi ấy, nó không đảm bảo hợp vệ sinh được, trong khi sữa hạt nóng đổ vào chai thì mình thấy chai thủy tinh nó rất là hợp vệ sinh và đảm bảo. Mình cảm thấy rất là vui, bởi vì tuy rằng cái công việc này nó cũng nhỏ, nhưng mà và đôi khi nó cũng kiểu gây một chút phiền cho mọi người đấy, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là vui, bởi vì là chứng tỏ là rất là nhiều người ấy, họ rất là yêu sức khỏe và yêu môi trường, họ đang cùng với mình á để giúp cho cuộc sống tốt hơn. Và mình cũng mong rằng là những khách hàng sẽ tiếp tục cố gắng giúp đỡ mình để cùng với mình chỉ dùng chai thủy tinh thôi, mình không dùng chai nhựa.